Chào mừng anh chị đến với kho thiết bị Hồng Phúc ạ. Bên em là đơn vị chuyên nhập khẩu, cung cấp, bán buôn bán lẻ các sản phẩm tời điện, tời quay tay, tời ắc quy, ba lăng xích. Vâng. Chuyên nhập khẩu trực tiếp, bán buôn bán lẻ nhé. Liên tục tuyển đại lý đây. Đây là các mẫu tời ắc quy mã 3000, 4000, 6000, 9000, 12000. Sử dụng điện 12V và 24V nhé. Chuyên dùng làm tời cứu hộ, tời lâng xe, tời chế hàng nhé. Các mẫu tời quay tay này, lâng dạp, tời bạt, tời dạp nhé, kéo gỗ đa chức năng luôn. Vâng, mẫu tời điện này, mã 200kg, 400kg, 500kg, 800kg, 1 tấn nhé. Các mẫu dây căng, vâng, dây tăng đơ này, chẳng hàng chuyên dụng này. Ba lăng xích bên em là đơn vị nhập khẩu trực tiếp này, các loại mẫu 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn. Mẫu HSZ, HSC, VN và VD nhé. Vâng, anh chị em ai có nhu cầu thì gọi cho em ạ.